Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá trong thời đại siêu nồng ha. Hiện tại thì mình đang đứng ở cạnh cái tòa tháp mà hôm qua mình còn gian dở nè. Mình cũng vừa đánh một giấc để cho trời sáng á. Hôm nay mình quyết tâm rồi, mình phải vô trong đó lấy hết đồ trong tòa tháp thì thôi. Tại vì đây là tòa tháp có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tầng. Chưa tính tầng chợt nha. Bay. Thì mình nghĩ nó sẽ có rất là nhiều đồ xịn đó. Hôm qua thì mình chỉ mới loot được những cái khoáng sản xịn thôi, chưa có loot hết đồ trong công trình này đâu. Hôm nay thì mình sẽ tranh thủ mình xuống dưới mình đánh nhanh rút gọn nha. Mình sẽ chuẩn bị cúp nè, cũng như là thunder step để một xíu mình đập lòng spawn. Đây có còn lòng spawn không? Không còn lòng spawn. Tầng dưới này, tầng dưới này cũng xong luôn rồi. Mấy cái tầng mà nó không có lòng spawn là mình đã clear rồi ha. Giờ thì còn tầng dưới này, hình như là tầng dưới này mình chưa dọn nè. Ui, tầng dưới này cũng xong luôn rồi. Là tầng dưới này. Ui, những con cách zombie bắt. Đập lá. Mình phải đập hết lòng spawn của nó thì may ra mình mới dễ dàng loot đồ được. Nhưng mà nó không cho mình làm điều đó rồi. Thôi kệ, mình loot đồ trước đi tính sao. Đây là cái tầng chứa những quả trứng á. Thôi kệ, một xíu mình lên mình loot ngược lại cũng được. Giờ mình sẽ đi xuống tầng dưới luôn. Tầng này nó không có đồ xịn đâu, toàn là trứng không à. Trời ơi, tầng dưới. Tầng dưới là tầng của những con Caster Killer. Mấy con này mạnh lắm á. Mà nó còn biết dùng cái tơ nhện để nó khóa mình lại nữa. Rất là khó chịu luôn. Gùi luôn, nó dồn mình vô góc rồi. Bây giờ mình không thể để cho nó dồn mình vô góc được. Quả trứng triệu hồi. Ai da. Đi ra chỗ khác đi à. Mình chỉ muốn lấy đồ thôi, chứ mình không muốn đánh nhau sớm đâu. Tại ui, tầng này lướt gùi á. Lấy đồ lẻ. Vũ khí mình chưa đủ sức để đánh giết nó trong một hit được á. Giáp The Win. Cố lên. Kiếm. Đây rồi. Chưa. Ây da. Nhiều tối nhện quá. Mình đã tìm ra cái vũ khí mà mạnh nhất rồi. Hôm qua mình nhớ nhầm. Cây kiếm này không phải 1000 đam đâu. Nó chỉ có 750 đam thôi. Xương xương 750 đam. Mình đã tìm ra nó rồi. Đây là cây kiếm hoàng gia ha. Nó tới 750 đam lận. Và với cây kiếm này thì mình có thể one shot được những con này rất là dễ dàng luôn. Thời khắc để mình trả thù đã tới rồi. Yes, mình đã có được nó. Và bây giờ thì mình cần phải đánh nhanh rút gọn mấy con này. Sau đó thì mình sẽ dùng cái Thunder Step để mình phá hủy những cái lòng spawn ha. Hết chưa? Ủa sao nó còn quay hoài vậy? Có một cái vấn đề ở đây là khi mình mặc giáp anh hùng á thì nó sẽ không sử dụng được sức mạnh của cái cây kiếm này. Dù nó 700 đam nhưng mà mình đánh nó cũng có 10 đến mười mấy máu thôi à. Nó rất là khó cho mình luôn ha. Trời đất ơi, quá trời bướm bướm luôn. Mèn đất ơi, coi kìa. Sao mà chơi đây? Bướm bướm không à, lắc máy luôn á. Trời đất quỷ thần ơi. Quá trời bướm bướm rồi. Chắc lấy đồ xong chuồn quá, bướm này nó tấn công mình được luôn nha. Chứ không phải là bướm dị thường đâu. Đông quá đi. Oh my god. Đâu cả ngàn con bướm trong này nè. Cứu mình với. No. Lắc máy rồi. Rương này đã lấy đồ xong à. Qua bên đây. Còn đồ của nữ hoàng nữa nè. Vậy là mình đụng một set đồ nữ hoàng với một thanh kiếm hoàng gia luôn á. Vậy là đây là công trình VIP nhất rồi đó. Có một số công trình thì nó không có đồ như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ mình cảm giác mình không ổn lắm rồi. Tại vì mình đang bị vây trong nguyên một đống tơ nhện luôn. Chắc mình phải đi lên cái khối dịch chuyển này để mình đi ra ngoài thôi. Không ổn rồi. Cho ta lên đây. Mình cần đi lên cái khối dịch chuyển ở ngay ở giữa này. Ủa chết rồi, mình đập luôn rồi. Bướm nó che hết cái màn hình mình luôn rồi. No. Tại sao lại nhiều bướm như vậy? Ít đằng xíu đi. Trời đất quý thần ơi. Rồi. Ui trời ơi, nó cho mình vô ngược lại. Ui mừng quá, đi ra được rồi. Tuyệt vời.
Chạy thôi. Ây da. Ây da. Sao nó đánh mày đau vậy? Ui, ở đây có những con dung nha. Ê, nó trộm cái kiếm mình rồi kìa. Mẹ đất ơi. Ây da da. Rồi, nó trộm cái kiếm mình. Mình mất cái kiếm rồi, nó trộm mất rồi. Ăn trộm luôn cái nón mình rồi. Khốn kiếp thiệt. Từ để mình mặc bộ giáp hoàng gia vô đó. Ủng, quần, đầu, áo. Mặc giáp hoàng gia vô nè. Để mình qua bên kia mình tìm cái kiếm mình cái đã. Mình mất cái kiếm rồi, nó ăn trộm mất cái kiếm mình rồi. Thiệt mấy con dung này khốn kiếp thiệt. À đây. Ôi đi lẹ không, nó ăn trộm giáp mình đó. Rồi nó ăn trộm cái nón mình rồi cơ. Cay ghê luôn. Tưởng đâu mình ra khỏi cái chỗ công trình là an toàn. Ra đây thì gặp ăn trộm, quân trộm cướp. Này ăn trộm cái nón mình nè, thấy vô duyên không? Kìa đằng kia còn nữa cơ. Phải lấy hết đồ của mình mới được. Xong đi. Trời đất quý thần ơi. Kìa, còn nhiều quân trộm cướp lắm. Chuồng được là may lắm rồi đó. Mèn đét ơi. Ui, gì đây? Quân nào đánh mình đây? Chuồng lẹ để mình ăn để hồi phục cái đó. Mèn đét ơi. Quá trời căng thẳng rồi. Ôi, con gì đánh mình cơ? Cái con nào đánh mình á? Cơ. Không có thấy nó mà nó đánh mình quá trời luôn. Trời đất ơi. Coi. Princess. Mình có được một quả trứng princess ha. Ây da. Ây da, con nào đánh mình á? Nó tàn hình nè. Mình quýnh nó rơi ra thủy tinh nè, thấy không? Là cái con đó đó. Nó chơi nó tàn hình, mình không có thấy nó luôn mà chỉ nghe tiếng rồi mình đón hướng để mình đánh thôi á. Rất là khó chịu ha. Chơi đâu mà chơi tàn hình. Rồi, để bây giờ mình dọn đồ của mình là cái đã. Giáp của thần sấm thì mình phải sẽ cất vô để một xíu về nhà mình sửa chữa sau ha. Giáp ultimate thì cũng rất là tốt nè, giúp mình trụ được một lúc. Rồi còn mấy đồ lặt vặt thì mình cũng sẽ lọc lại luôn. Lúc đầu mình định về luôn rồi đó, nhưng mà bây giờ mình nghĩ mình nên khám phá thêm một xíu nữa để coi biết đâu mình lại gặp thêm công trình nữa hay sao. Mình còn tò mò là không biết xung quanh đây nó còn tòa tháp nào giống như vậy không nữa. Tại vì ngoài set đồ của nữ hoàng thì hình như nó còn set đồ của... Rồi... Vô, này, set đồ màu trắng nè. Đó, set đồ của chiến binh á. Của nữ hoàng và của chiến binh. Mình muốn tìm... Ui, đấy nó có luôn nè. Ngon. Ở đây có một công trình nữa. Đầu tiên mình sẽ lên trên kia. Và mình sẽ sử dụng cái Thunder Step. Mình phá hết những mấy cái lồng spawn đằng kia ha. Đó là mấy cái lồng spawn ra cái con Nightmare, con ác mộng á. Rất là khó luôn. Rồi, cái tiếp đến thì mình chỉ cần đi xuống dưới thôi. Ở dưới này là cái tầng đầu tiên, theo mình nhớ là nó sẽ là cái tầng của những cái con dung mà trộm cướp á. Mình sẽ xuống dưới rồi đập liền ha. Ui, nó cao rồi. Dưới nó lẹ. Dưới nó lẹ. Sau đó mình sẽ đập liền á. Kì cúp. Nó trộm kì cúp mình rồi. Kì cúp. Trời ơi, chưa kịp lắm nữa. Nó spawn lẹ quá. Đập hết. Rồi, xong phim. Mình đã đập hết những cái làm spawn con dung trộm cắp đây hả? Nè, thấy không? Một chút xíu mình đã ăn trộm nguyên cái set đồ mình rồi đó. Rất là nguy hiểm luôn. Nữa còn một con hả? Còn con nào nữa? Quân trộm cắp này. Vô đây. Lão nháo. Rồi. Mình sẽ vứt bớt cái mấy cái đồ lặt vặt ra để cho kho đồ mình nó đừng có bị rối nữa. Đó. Rồi. Đi tiếp được rồi. Và mình sẽ kiểm tra đồ trong đây luôn ha. Giấc mơ người nào mỏ mình lượm để sau này mình còn sử dụng để mình tìm những cái Red Diamond. Tới bây giờ mình vẫn chưa có được những cái viên Red Diamond để sử dụng trong cái thời gian sắp tới nữa nè. Ok, tầng này đã xong rồi ha. Tạm ổn. Giờ thì chuẩn bị đi xuống tầng dưới thôi nè. Tầng dưới đường xuống đâu. Quá trời kinh nghiệm, mình hít vô không nổi luôn rồi đó. Bây giờ là nhiều kinh nghiệm lắm mà mình hít vô hết nổi luôn rồi. Nó cứ bay là xung quanh thôi. Tầng dưới là tầng của con gì đây? Xuống dưới mới biết. À, đây là tầng của những con khủng long. Mấy con này thì bây giờ mình đã có cái kiếm hoàng gia nên mình đập rất là nhanh luôn ha. Ủa, nhưng mà mình bay lên không được. Có chỗ là mình bay lên không được nè. Mình phải tìm cái gì đó để mình bay lên mới được.
mình sẽ sử dụng cái tổ kiến đi. Chơi lớn luôn á, dùng tổ kiến để mà... ui, ui nó lại xuất hiện thêm mà. Ui vô quá đông quá đông. Lẹ 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 lẹ. Rồi đạp được chưa? Không đủ block, cây tê nhờ. Mình vẫn không đủ block để mình leo lên mình đạp cái lòng spawn nè. Một xíu mình phải trong đây làm gì có block nào đâu. Úi da. Nó lại đẻ thêm mà. Không sao, bây giờ mình có thể giết nó rất là nhanh nên cũng không sợ, chỉ sợ là mình không có block để mình trèo lên thôi. Ừ á, ừ. Cái này có Red Diamond. Ngon. Ui cái công trình này thì nó cho mình kim cương đỏ nha. Mình chơi lớn. Đó. Rồi xong phim. Ui rồi giờ sao ra. Ok. Giờ sao ra. Một giáp thần sấm bay ra. Một giáp thần sấm bay ra. Thiệt luôn á, nó gườm gà ghê luôn ta ơi. Qua xử lý rất là gườm gà và cồng kềnh đến từ vị trí của lập núp luôn. Rồi lượm lại những cái khối kim cương đỏ rồi. Ngon vậy ta, công trình này có kim cương đỏ luôn. Giờ thì đi xuống tầng kế tiếp nè. Và trước khi xuống thì lại thay giáp thêm một lần nữa. Thiệt tình luôn á. Phải chi bộ giáp này nó cho mình ép vòng chậm hỏng để mình dùng nó thoải mái hơn thì đỡ biết mấy. Ô tầng này là tầng của những con Basilisk. Đây là một trong những tầng mà lúc trước mình rất là khó để vượt qua nè. Bây giờ thì đỡ hơn ha. Mình đã có được kiểu như là cây kiếm mạnh rồi nên mình có thể vượt qua khá là dễ dàng luôn. Nhưng mà mỗi lần nó xuất hiện là mình cũng hơi mệt đó nha. Nó quýnh rất là đau á. Mặc dù mặc giáp của nữ hoàng rồi. Và nó còn gây ra cho mình hiệu ứng chậm rất là khó chịu nữa. Cái này thì không có đồ xịn. Lại là Red Diamond nữa nè. Vậy là mỗi công trình nó sẽ cho mình một cái loại đồ nhất định ở trong đây á. Mình nhớ là công trình lần trước thì nó cho mình cái... Ây da, đưa game ơi. Đừng. Ui dồi. Lần trước thì nó cho mình cái Asgardian Steel ha. Còn lần này thì nó cho mình Red Diamond. Cũng được đi. Rồi giờ thì đặt block để mình trèo lên trên nè. Chứ để nó xuất hiện như hoài. Hoài như hoài thì cũng không... không phải là ý kiến hay đâu. Mà số lượng nó xuất hiện ngày càng nhiều á. Ôi vô đập lá. Rồi xong phim rồi, giết hết rồi. Trời đất ơi, cái tầng Basilisk này mà suýt nữa là nó cướp đi mạng sống của mình rồi. Cực kỳ khó luôn á. Giờ thì mình sẽ mặc lại cái set đồ của Thor để bay lên tiếp. Sorry vì cái sự mà rườm rà này nha. Mình sẽ tìm cách để mình bớt rườm rà lằng nhằng này hơn mới được. Chứ mình cũng bực lắm. Mà hết cách rồi. Đó. Mặc set đồ này vô thì nó nhảy nhót. Nó cao hơn hẳn liền nè. Rồi và kho đồ của mình bây giờ nó quá trời bừa bộn rồi. Mình sẽ cất bớt kim cương vô một cái ba lô xanh đi. Kim cương khoáng sản là mình sẽ cất bớt vô ba lô xanh ha. Đấy. Cho nó trống hơn một xíu. Răng của mấy con quái vật này thì mình sẽ cất vô đây. Rồi chuẩn bị đánh những cái tầng cuối cùng nè. Cái áo. Cái ổn. Rồi tầng dưới là tầng con gì đây ta? Đừng nói công trình này giống như công trình hôm qua nha. Tòa tháp hôm qua tầng thứ 3 cũng là tầng Basilisk. Tầng 4 là tầng Uigan luôn. Uigan công trình hôm qua luôn. Và cái con bọn hung này nó khá là trâu luôn á. Mình cầm kiếm 700 đam mà đánh nó tới 2 hit mới chết lận. Tức là nó có một cái lớp giáp phòng ngự á. Thì nó mới trụ nổi như vậy. Gặp mấy con thường thường mà sao chịu nổi được. Rồi bay lên. Ui da. Chưa kịp vô. Vô để đập nữa là nó hủi mất rồi. Con bọn hung này khó chịu thiệt. Đi lên lẹ. Đừng có hút ta nha. Nữa. Cây tê. Bực tê nhờ. Nữa cơ. Trời ơi, tao nói nó tức cái lồng ngực á. Chưa kịp mừng ăn gì hết là nó lại xuất hiện rồi. Nữa kia. Trời đất ơi. Tức á. Giờ trèo lên lại. Lần này phải được. Rồi, lần này thành công rồi. Lên. Ui dồi ôi. Cuối cùng thì cũng dọn được rồi.
Và mình sẽ lượm những cái khối kim cương này đi ha. Để một xíu mình làm block, mình bắt đi đập lòng spawn luôn. Giờ quá trời giàu rồi. Ủa, ở đây nó có cây búa nè. Cây búa thì mình sẽ giữ là một cái đi ha. Mình cất vô để làm nguyên vật liệu, làm cây kiếm Bitter Tha. Sưu tầm thôi. Chứ bây giờ mình có cây kiếm này rồi, mình dùng là muôn đời luôn rồi đó. Cây kiếm này là có thể đi phá đảo thế giới ảo trong đây rồi. Giờ tìm đường xuống dưới tầng dưới nào. Và trước khi xuống thì để mình ăn ít đồ ăn để cho nó hồi phục máu tốt hơn ha. Ồ, tầng dưới là những con zombie bất nha. Mình nghe thấy thanh máu nó rồi kìa. Zombie bất hả? Hồi nãy chẳng qua là ta kiếm yếu thôi, chứ bây giờ là ta hơi bị mạnh. Giờ là đừng có cà khịa mình. Mình cho biết tay ngay. Rồi, đáp. Xong chưa? Dọn sạch sẽ luôn. Tầng này thì nó sẽ có những quả trứng đúng không? Đúng rồi. Nó giống như công trình lần trước ha. Tầng này thì nó chỉ có những quả trứng thôi. Không biết, quan trọng là tầng cuối cùng kìa. Mấy tầng trên với mấy tầng cuối mới là mấy tầng quan trọng. Còn tầng giữa giữa này thì nó cũng không có quan trọng lắm đâu. Đó, nó chủ yếu là những quả trứng ha. Rồi, bây giờ thì cùng mình xuống dưới tầng cuối cùng coi coi nó sẽ cho mình món đồ gì nè. Rất là hồi hộp luôn. Hy vọng là mình sẽ dễ dàng vượt qua nha. À, Caster Killer nữa hả? Caster Killer. Nhưng mà lần này mình vẫn ăn hình. Mình là bị khắc chế với cái con này thôi, chứ mấy con kia mình không sợ. Mình chỉ sợ mỗi con này à. Mình thử dùng Thunder Step mình giết mấy con bướm trước ha. Cho nó đỡ choáng cái phía trước mình. Mà vẫn không kịp luôn á. Nó cứ sản sinh liên tục mà mình không kịp làm gì luôn. Cay thiệt luôn á. Chắc mình dùng biện pháp cũ nha, mình lấy đồ xong mình chuồn á. Ủa sao mất hết cái rương rồi? Ơ kìa. Mất hết cái rương rồi. Nè, mình thêm một cây kiếm rồi dồn nữa nè. Nhưng mà mình đã mất hết cái rương rồi. Ở đây 4 cái rương lận. Quả trứng triệu hồi princess nữa. Mình lại có 2 quả trứng triệu hồi princess rồi đó. No, trời đất ơi, trong đây người ta có 4 cái rương mà mất hết 2 cái một cái rương của người ta rồi. Bao nhiêu là đồ quý trong đó. Trời ơi, mấy con bướm này. Khổ ghê luôn á, chắc sắp tới gặp bướm ở đâu. Là mình giết nó đó mới được, quá trời cay rồi. Nữa, bộ đồ của nữ hoàng nữa. Vậy là mình mất hết một cái rồi đó. Một cái rương chứa đồ nữ hoàng rồi, tại vì đồ này nó sẽ đi theo set ha. Chứ không có đi theo hai món đơn lẻ đâu. Rồi luôn, mất hết cái quần, cái ủng người ta, lại mất cái quần. Bực thiệt luôn á. Rồi đi ra đi, không chơi nữa. Wow rồi. Ấy. Ừ mà ra đây thì mình nên lựa mấy cái cây mình đáp nha. Mình nên đáp vô mấy cái cây á. Đừng xuống mặt đất, tại vì dưới mặt đất có quân trộm cướp. Mình ghét quân trộm cướp. Đó. Nó gình mà, tôi biết ngay nó gình mà. Nó chờ mình gớt xuống để nó đớp. Nó chơi kỳ cục, chơi mà gình. Không khoái rồi, chơi mà chơi gình. Chạy. Trời đất ơi. Nhìn vô set đồ nữ hoàng mà mình tiếc gì đâu. Người ta đi theo một set mà nó mất hết cái quần với cái ủng của người ta rồi. Khổ tê chứ lì. Giờ treo lên chân lại treo cái áo với cái nón không trời. Tiếc ghê luôn á. Nãy chắc là tại sấm sét mạnh quá nên nó lan qua hay sao ấy. Thiệt luôn. Mất hết cái quần rồi. Cây thế không biết. Ờ, và mình sẽ đeo set đồ nữ hoàng này vô để mình mặc set đồ thoa vào để mình sửa ha. Tại vì set đồ sau khi đi khám phá về núi rách nè, coi cái quần của mình nè. Rách thấy cái skin mình luôn á. Cái quần kìa, rách tan ben luôn rồi. Phải sửa lại thôi, lộ hàng hết. Đó, giờ full đồ bền là nhìn nó đẹp trai hơn rồi đó. Đấy, treo lên liền. Nguyên vẹn á, không có hư nữa rồi. Rồi, giờ thì mình sẽ cất mấy cái lặt vặt này vô trong đây một xíu. Cái tổ kiến unstable mình sẽ cắt vô đây. Và trong ngày hôm nay thì mình vẫn sẽ chế tạo một bộ giáp siêu anh hùng mới để chúng ta trải nghiệm ha. Và siêu anh hùng hôm nay được chọn đó chính là siêu anh hùng. Vẫn là sử dụng Red Gem nha. Và có một cái viên đá, theo như mình nhớ là có một viên đá vô cực luôn á. Đó chính là siêu anh hùng đâu ta? Vision. Đấy, Vision á. Cái này thì mình sẽ cần Red Gem nè. Và cũng còn Vibranium nữa.
loại nguyên vật liệu làm bộ giáp của Black Panther á, cần 24 á. Một cái viên Red Gem. Red Gem mình có một viên. Rồi kế tiếp mình sẽ cần thêm đó chính là 22 cái Yellow Fabric, 11 cái Green Fabric ha. Yellow với Green đúng không? Yellow với Green. Yellow là 22, Green là 11. Tiếp tục những cái vật liệu tiếp theo. Nó cần thêm 3 thứ nữa. Yellow Stainless Leather, da vàng. Da vàng với Titanium màu đỏ. Và Titanium màu vàng. Ok, 4, 3. Da vàng mình sẽ lấy 4 cái nè. 1, 2, 3, 4. 4 cái da vàng, 3 cái Titanium. Ok. Giờ chuẩn bị thôi, Titanium. Đây, Titanium. Nhộm. Đấy. 3 cái. Giờ tới Titanium màu đỏ. Cũng 3 cái luôn, da thì da màu vàng. Úi, thiếu rồi. Thiếu một cái màu vàng. Đây. Rồi, đủ nha. Đâu rồi? Xong. Đủ chưa? Đủ chưa? Nó, ủa? Nó thiếu một cái màu đỏ nữa. Ok. Một cái cuối cùng á. Rồi, giờ là cái cuối cùng nè. Là mình đã chính thức đủ nguyên vật liệu để làm ra bộ giáp của... Ủa? Ủa, Titanium đỏ mà chết da đỏ làm gì? Thì tình lắc rồi. Chơi game quá 180 phút rồi. 181 phút rồi. Titanium màu đỏ mà lấy cái đó làm gì không biết. Rồi, và mình sẽ coi nó có những phiên bản xịn hơn. Đó chính là MCU ha. Nhìn nó có skin khác nè. Đấy, giữa hai cái, cái trước và cái sau thì các bạn thích cái nào hơn? Đây, cái ban đầu là nó sẽ có một thanh niên da đỏ. Rồi mặc áo bên ngoài là đỏ, vàng với xanh ha. Còn cái mới thì nhìn trong nó có vẻ xịn sò con bò hơn. Vẫn là da đỏ nhưng mà bộ giáp nhìn nó tiên tiến hơn á. Chắc mình sẽ làm cái phiên bản xịn này hơn đi. Nó cũng công thức Iran à, mà nó đẹp hơn thì ngại gì mà chúng ta không làm đúng không? Boom. Ồ, nhưng mà mình phải cởi cái bộ giáp mình ra cái đã. Ok, cởi thì cởi. Cất vô đây. Nè, giờ thì chúng ta sẽ chế tạo ra bộ giáp của Vision thế nào. Boom. Và mình đã chế tạo xong bộ giáp của Vision rồi. Thấy trên trán mình không? Thấy là viên đá vô cực đó. Bạn nào biết trên trán mình có viên đá vô cực gì không nào, tiết lộ ở phần comment giùm mình nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi test sức mạnh thôi. ghê chưa. Đầu tiên, năng lực đầu tiên có thể nói đó chính là năng lực bay lượn tự do á. Đấy, không cần rìu hay là ha năng lượng giống như là thằng Iron Man đâu. Mình chỉ cần thích bay là bay, thích đáp là đáp thôi. Đấy, cái tiếp đến thì kỹ năng chặn ha. À, cái này giống như những cái chiến binh khác rồi. Giờ thì tới kỹ năng đầu tiên nè. Rồi, kỹ năng R đó mình phải tìm một mục tiêu để mình test cái đã. Đi một hồi mình gặp được một cái con kiến bé màu nào mình sẽ qua thế giới kiến bé màu để mình test sức mạnh của bộ giáp Vision luôn á. Rồi. Ôi trời ơi, qua đây lắc vậy. Ui, cảnh ngoài làng luôn. Trời, được. Có cái giường đâu ông ta, mà không có cái giường sao mà test. Trời, mới qua đây mình thấy hai cái con Gobo nó chiến đấu nè. Gobo kiến chiến đấu với Gobo tai quay. Gobo cái tai quay kìa. Ồ, và mình sẽ test kỹ năng đầu tiên để coi nó là cái gì ha. Nó kỹ năng đầu tiên mình sẽ sử dụng viên đá vô cực trên trán mình để tấn công nha. Quá dữ luôn. Kỹ năng thứ hai thì sao? Kỹ năng thứ hai là mình vô hình nè. Xịn sò con bò thiệt, vô hình luôn. Kỹ năng thứ ba là Telecopstic Vision. Chưa, chắc mình phải tắt kỹ năng này mới được á. Ê, hết vô hình đi. Hết chưa? À, hết vô hình rồi. Kỹ năng thứ ba. Ủa, sao mình tấn công không được ta? Kỹ năng thứ ba mình dùng không được. Hay là mình dùng không đúng ta? Chết rồi, kỹ năng thứ ba mình ấn nhưng mà nó có vẻ không hiệu quả rồi. Giờ đổi sang kỹ năng thứ tư đi. Ủa, sao mình đứng yên rồi?
Ok. Kỹ năng thứ tư. Cái này chắc về mình mở cái máy tính lên rồi xong mình nghiên cứu lại những cái kỹ năng quá. Tại trong cái máy tính chế tạo nó có để kỹ năng luôn á. Mình kích hoạt kỹ năng Rally to Toggle. Bây giờ mình không đứng gần lại được luôn á. What the hell? Đây là kỹ năng hack rồi. Kỹ năng thứ tư của mình cho phép mình đi xuyên lòng đất mặc dù mình... Oh my god, không khác gì hacker luôn. Yeah. Hack rồi, mình sẽ trở thành hacker rồi. Ghê thiệt á. Cái này mình có thể tự do chuyển đổi luôn á. Nè. Yeah. Cái này thì ai mà núp là gặp mình là toan luôn á. Kỹ năng ít của mình rất là bá đạo luôn á. Rồi kỹ năng 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ test sang kỹ năng thứ 6 ha. Ui mất tiêu luôn. Kỹ năng thứ 6 là mình mất tiêu luôn nè. Không biết quái vật nó có thấy mình hay không nữa. Nếu mà cái này quái vật không thấy là cực kỳ bá đạo luôn á. Ui hết rồi. Nó có thời gian hồi chiêu nha. Mình thử kích hoạt kỹ năng này coi. Ồ mình kích hoạt kỹ năng đi xuyên tường thì nó vẫn quýnh mình được. Ồ rồi đổi lại kỹ năng này coi. Để nó hồi chiêu nữa. Hồi khá là lâu luôn. Thôi mình chỉ chuyển sang chiêu cuối đi ha. Chiêu cuối của mình là Solar Blast nè. Kiểu như tia mặt trời á. Nhưng mà nó cũng không có xi nhê đối với những con robot này. Tại vì nó quá là trâu rồi. Mình là Vision nhưng mà mình đánh một lần có 5 máu thôi là hiểu rồi đó. Và còn có thể gỡ cái... mình có thể biến thành người thường nè. Người thường nhưng mà mình vẫn bay được nha. Mặc dù là người thường nhưng mà mình vẫn bay tốt luôn. Mình có thể biến lại thành Vision. Đấy, hiệu ứng biến cực kỳ đẹp luôn á. Rồi, giờ thì mình sẽ test lại cái kỹ năng hack để coi nó có miễn nhiễm với sát thương của những con quái hay không. Nè, mình vô hình đây nè. Ui, quái nó vẫn phát hiện mình nha. Mấy con quái này nó ảo thiệt á. Mặc dù mình vô hình luôn rồi, mình còn không thấy mình luôn. Mà nó vẫn đánh trúng mình được. Ảo ma Coca-Cola, thiệt chứ. Trời ơi, nó còn cưỡi con nhện con trên kìa. Chắc con nhện này là con điều khiển đúng không? Mình sẽ giết con nhện phía trên trước. Này thì nhện hả? Mà không suy nhê nó luôn á. Kỹ năng mạnh như vậy mà không suy nhê nó. Dùng chiêu cuối luôn. Rồi chết cái con nhện ở trên. Điều khiển con nhện robot rồi kìa. Nó phá quá. Không được, mình phải thay những bác chân làng. Chân chạy mấy con này mới được. Biến thành người thường và bổ con này. Mà thấy chưa mình mặc giáp xuyên thùng. Mình đánh bằng cây kiếm Big Bertha. Ủa gì, cây kiếm hoàng gia nhưng mà vẫn có 5 đam thôi à. Nhưng mà mình gỡ cái nón này ra, mình chặt nó. Đấy, một cái một là mất mấy trăm máu liền. Đấy, quá dữ luôn. Nó gấp nhiều lần cái bộ giáp luôn á. Bởi vì bộ giáp đúng là cho mình siêu năng lực, nhưng mà nó sẽ kìm hãm sức mạnh của những cái vũ khí lại, cho nó cân bằng game á. Rồi, giờ thì mình sẽ vác cây kiếm này lượn vòng vòng coi còn con nào lạ được không, để mình review luôn. Nhưng mà qua thế giới này thì nó cũng hơi lắc á nha. Kiểu nó nhiều cây quá. Mình đã trở về nhà và hiện tại mình đang coi thông tin của cái siêu anh hùng Vision này ha. Đây, sức mạnh là 14 nè. Rồi speed là 8 nè, 8 là khi chạy ha. Có nhảy cao nè. Rồi Metal Defense là 1 nè. Tự động sửa chữa 2 luôn. Tức là bộ giáp này tự động sửa chữa được hết ta? Really? Đã vậy? Rồi có kháng lửa luôn nè. Có thể bay nữa nè. Thở dưới nước luôn nè. Xịn sò vậy ta. Negate the need. Vậy là không cần ăn luôn. Mặc bộ giáp này là mình không cần ăn luôn. Kỹ năng đầu tiên là My Storm Blast nè. Có để thời gian hồi chiêu không vậy? Nó không để thời gian hồi chiêu ta. Mình cứ tưởng là có để thời gian hồi chiêu chứ. Cái này có thể gây được 20 dam. Kỹ năng thứ hai là Physical. Ủa sao mình không có dùng được ta? Nãy mình test đâu được đâu. Sao đây là để gây được 20 đam? Tức là một cú đánh của mình gây được 20 đam hả? Ở đâu bình thường mình đánh cũng được 20 đam mà. Ồ điếu nhờ. Ok, bỏ qua. Cái gì khó quá cho qua.
Rồi kỹ năng thứ 3, Cannonball. Sao kỹ năng này trong đây nó là không có ta? Cannonball nữa. Kỹ năng mình đâu thấy đâu. Kỹ năng thứ 4 là Telescopic Vision. Red Round. Trời đất ơi. Nói chung á, thì với cái set đồ của siêu anh hùng này thì điểm đặc biệt đó chính là có một viên đá vô cực ở phía trên trán của mình, thấy không? Nhìn rất là VIP luôn á. Và khi mình biến về dạng bình thường thì hiệu ứng biến nó cũng rất là đẹp ha. Nói chung thì cho mình rất là nhiều cái chức năng đặc biệt. Và mình thích nhất cái chức năng đó chính là cho mình đi xuyên lòng đất luôn nha. Đấy, ví dụ mình đang khám phá đúng không, mà mình thắc mắc ở dưới công trình này có cái gì, thì mình có thể sử dụng kỹ năng này đó, để đi xuyên lòng đất, đi kiểm tra thử. Và mình muốn trở lên trên thì mình chỉ cần ấn thêm một lần nữa là mình lại trở lại bình thường rồi. Không khác gì hết luôn á. Kỹ năng cực kỳ bá đạo ha. Và các bạn thích nhất kỹ năng nào trong cái bộ giáp siêu thông Vision này thì hãy để lại ý kiến ở phía dưới ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá hơi bội thu nhưng mà cũng hơi tiếc trong ngày hôm nay, tại vì mình mất đi cái quần rồi. Mất cái quần trong set đồ hoàng gia ấy, khá là cay luôn. Nhưng mà mong rằng mình sẽ sớm gỡ lại những cái set đồ xịn hơn ở bên thế giới kiến unstable đó. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.